Dạ em chào chị Nguyễn Thị đúng không ạ? Vâng chị ơi, em là nhân viên của họ thời trang ạ. Em gọi điện để xác nhận lại thông tin nhận quà của mình với chị. Quà của chị sẽ được gửi về Thạch Thất Hà Nội phải không ạ? Rồi đúng rồi. Vâng, em đã xác nhận lại thông tin của mình là đúng rồi nhé. Bây giờ mình sẽ vào Messenger, sẽ có một bạn dẫn mình sang gặp bạn quản lý em để nhận quà của chị ạ. Rồi, cái này hoàn toàn miễn phí chị nhé. Sau khi nhận cuộc gọi với lời hứa hẹn được tặng quà đầy hấp dẫn như vậy, người phụ nữ này không thể ngờ rằng mình đã trở thành con mồi của những kẻ đi săn chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Thông qua phần mềm nhắn tin Telegram, nạn nhân được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn xem video như một cách làm nhiệm vụ để nhận thưởng. Nhằm tạo dựng niềm tin, tiền thưởng ban đầu được trả đầy đủ vào tài khoản. Từ đó nạn nhân dần bị dẫn dụ nạp nhiều tiền hơn để tham gia vào các sự kiện, tăng doanh số, nhận hoa hồng. Đối số 2 bắt đầu vào khởi điểm là 800.000, xong họ lại bảo là thành lập một nhóm để mà kiểu như là một nhóm chơi với nhau để cho người là hỏi người kia cho uy tín ấy. Thì mình cũng vào cái nhóm đó khoảng 6 người. Thì họ bảo là họ chơi nhiều lon rồi, họ được rút tiền rồi, thì mình cũng thành ra mình bị được nghe theo người ta, mình được yên tâm. Thì bắt đầu đơn đầu tiên là đơn phúc lợi là bắt đầu chuyển vào là 3 triệu, chuyển 3 triệu. Thế xong cái đơn phúc lợi đó thì họ lại bảo tiếp một đơn nữa là đơn phúc lợi số 2 là chuyển tiếp vào 10 triệu. Sau mỗi đơn hàng, số tiền được yêu cầu nạp thông qua hệ thống lừa đảo ngày một tăng lên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, người phụ nữ này đã nhiều lần gửi tiền cho đối tượng lừa đảo với mức cao nhất trong một lần chuyển khoản lên tới 300 triệu đồng. Sáng ngày hôm sau, thế ngày hôm sau mình gọi điện, mình bảo người ta chuyển tất toán cho mình. Thì họ lại bảo là mình phải làm một cái đơn xác mình lại thêm một cái đơn nữa. Đơn xác mình là lương VIP, họ bắt mình nộp những 500 triệu. Xong từ lúc đó thì mình nên mình báo công an luôn. Thế cái 500 triệu đấy là chị đã nộp chưa hay là... Mình nộp xong đến lúc mà họ lại bảo mình chuyển tiếp 750 triệu nữa. Thì mình không nộp nữa, lúc đó mình gọi chồng thì chồng bảo là bị lừa rồi. Các đối tượng sẽ lấy nhiều lý do khác nhau, ví dụ như là để xác minh tài khoản này, để nộp tiền thuế này, để đóng tiền, hạn mức rút tiền này, để rút tiền này. Đấy, liên tục là để cho bị hại là chuyển nhầm tiền này, chuyển sai nội dung này, để yêu cầu người ta tiếp tục khắc phục những cái lỗi đấy bằng cách là chuyển lại số tiền lên gấp 2, gấp 3 lần so với số tiền tham gia ban đầu. Chỉ cách đây ít ngày, người thanh niên này cũng đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng. Bắt nguồn từ tài khoản Facebook không quen biết và kết bạn, nạn nhân được giới thiệu về một trang web làm nhiệm vụ bằng cách tạo các đơn hàng ảo để nhận thưởng. Đã tiếp tục là sau khi mà đã lừa được các cái nạn nhân thì cái trang nhiệm vụ này đã toàn bộ đã dừng cái việc giao dịch, cũng không thể nào mà truy cập được nữa. Bắt đầu từ lần thứ hai trở đi thì khi mà mới đầu vào thì sẽ phải nạp là 20 triệu, và khi mà vào làm như này trong khoảng tầm làm búp đơn cho đến khoảng tầm là đơn thứ 40 thì bắt đầu hệ thống là yêu cầu là phải nạp thêm tiền, bởi vì là sản phẩm đấy, cái sản phẩm mình mua không đủ, đồng thời là khi mà nạp thêm tiền thì tỷ lệ hoa hồng tăng cao lên. Thì cái khi mà nạp thêm tiền vào rồi thì đến cái tại thời điểm đó gần như là không thể rút chân ra được nữa, và bắt buộc là cứ phải đẩy tiền lên. Khởi đầu với những khoản tiền nhỏ được nạp vào rồi tăng dần qua từng đơn hàng, tỷ lệ tiền hoa hồng nhận về được hứa hẹn có thể lên tới 10-15%. Tuy nhiên, sau nhiều lần nạp tiền làm nhiệm vụ, lợi nhuận thì chẳng thấy đâu, còn nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng. Thiệt hại về tài sản của các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do sử dụng công nghệ cao là rất lớn. Ngoài ra thì là cái thiệt hại do các đối tượng phạm tội gây ra thì còn là có gây ra các cái thiệt hại về tinh thần, gây hoang mang lo lắng, suy sụp trong các bị hại, đối với các bị hại và người thân gia đình. Hai là gây ra các hệ lụy xã hội khác như là dẫn đến các cái mâu thuẫn về tranh chấp
tài sản, mâu thuẫn nợ nần và tranh chấp trong các hoạt động kinh tế. Tại phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, nạn nhân của vụ lừa đảo qua không gian mạng đến trình báo có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là trong số nhiều bị hại đến trình báo, điện thoại của họ vẫn còn lưu giữ tin nhắn tuyên truyền của cơ quan công an và các bộ ngành về phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Thế nhưng, đứng trước những cam kết về lợi nhuận khủng mà đối tượng lừa đảo hứa hẹn, các nạn nhân vẫn sập bẫy dù đã được cảnh báo. Tôi thì cũng là vì muốn kiếm thêm thu nhập ạ. Thì là những lần chuyển tiền ban đầu thì nó cũng là rất là ít. Nhưng mà dần dần kiểu vì chuyển xong rồi muốn gỡ lại số tiền ấy, nên là cứ bị dụ chuyển nhiều lần ấy. Nên là cuối cùng là không còn tiền nữa. Đầu tư vào số tiền là 70 triệu vào cái trang mạng đấy. Rồi khi mà lên tới, mình mua trái phiếu điện tử khi mà lên tới 1 tỷ 3 thì mình muốn rút ra thì mình không rút được. Đấy cho mình, nhưng họ lại lấy lý do là em bị sai số tài khoản. Vâng. Rồi là nói chung là họ đưa ra rất nhiều lý do, và mỗi một lần đưa ra lý do như thế là em phải nộp thêm tiền vào. Vâng. Và cái số tiền này rất là lớn, như ví dụ 10.000, 20.000 đô một lần chứ không phải là ít. Trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã tiếp nhận 7.207 tin báo tố giác về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đều là những đơn vị tiếp nhận với số lượng lớn, trên 1.000 tin báo tố giác về tội phạm. Trong quý 1 năm 2023, toàn quốc tiếp nhận 1.880 tin báo tố giác về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều là những đơn vị tiếp nhận trên 300 tin báo tố giác về tội phạm. Từ đầu năm 2022 cho tới nay, là loại tội phạm công nghệ cao phát triển rất mạnh mẽ, hoạt động trên toàn quốc và trong đó có địa bàn của thủ đô Hà Nội, thì gây hệ lụy đối với người dân với số lượng tiền rất lớn. Từ những cái việc đó thì công an thành phố cũng đã điều tra khám phá những cái băng ổ nhóm liên quan đến tội phạm xã hội về lợi dụng công nghệ cao này, trong đó hầu hết là những cái tội phạm là xuyên quốc gia. Theo đánh giá của Công an thành phố Hà Nội, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Phương thức thủ đoạn hoạt động thường xuyên thay đổi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được giao là đơn vị chủ công lên kế hoạch truy tìm, đấu tranh với các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Đối tượng đã tận dụng triệt để cái sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng mạng xã hội, các cái ứng dụng kỹ thuật như là các cái phần mềm gọi điện thoại qua mạng internet, VoIP để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại. Cái thứ hai là các đối tượng gây án thường xuyên thay đổi các cái phương thức thủ đoạn để tiếp cận bị hại với các cái kịch bản đã được dàn dựng sẵn, với các lý do rất đơn giản, gần gũi với cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như chỉ là mời gọi bị hại là nghe các cái đoạn video clip của các ca sĩ để tăng cái sự tương tác, thả tim để thấy là đúng là đấy là các cái việc nhẹ nhưng có lương. Sau đấy thì bắt đầu tạo ra nhiều lý do khác nhau để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Từ thông tin do các bị hại cung cấp, dấu vết của một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ bên ngoài biên giới dần lộ diện. Chuyên án mang bí số 187P với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội được xác lập để đấu tranh với ổ nhóm này. Được máy chủ là ở đâu và ai là người sử dụng để thông tin thì cái việc đang còn gặp nhiều khó khăn. Việc thứ hai liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hầu như là đối tượng và nạn nhân không gặp mặt, không quen biết và đã sử dụng
là rất nhiều cái tài khoản. Tài khoản là có hai cái loại. Một là các đối tượng làm chứng minh thư và căn cước công dân giả để mở cái tài khoản tại ngân hàng. Thứ hai nữa là đi thu mua tài khoản của những người mà người ta mở tài khoản. Trên các trang mạng xã hội, ổ nhóm này thường xuyên đăng các bài viết quảng cáo tuyển người dưới cái tên công ty 777 Pay. Lần theo manh mối này, trinh sát hình sự tập trung xác định vị trí đặt hệ thống máy tính được các đối tượng sử dụng để thực hiện hoạt động phạm tội. Kết quả, khu tổ hợp các tòa nhà cao tầng Star City ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm của ban chuyên án. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đang có mặt tại thành phố Phnom Penh. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam điều tra một vụ án lợi dụng máy tính để chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đang tiến sát đến khu Star City ngay bên tay trái màn hình. Star City, một tổ hợp gồm 6 tòa nhà lớn với nhiều các cái phòng cho thuê. Trung tâm Star City không xa lắm sân bay Pochentong. Và ngoài bình lặng, nhưng bên trong là một địa bàn hết sức phức tạp. Nơi đây, nhiều đối tượng Việt Nam cùng với các đối tượng Trung Quốc thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Đối tượng ở đây thì do các đối tượng người nước ngoài điều hành và chúng thuê người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Thì trong đó là có những người Việt Nam là đi tìm theo những con đường là tìm công việc nhẹ, lương cao hoặc là có nhu cầu đi ra nước ngoài để tìm công việc cho mình. Thế nhưng mà lại trở thành là đi vào các cái tổ chức này hoạt động phạm tội hoặc là bị ép vào trong các cái tổ chức này để hoạt động phạm tội. Thực tế, công tác trinh sát tại khu nhà này vô cùng khó khăn do các đối tượng hoạt động biệt lập, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống camera giám sát và bốt gác. Do đó, ban chuyên án xác định cần kiên trì theo dõi để nắm rõ quy luật hoạt động, di chuyển các đối tượng, đặc biệt là phải dựng lên được mô hình hoạt động của ổ nhóm này. Đối với cái vụ án này thì các đối tượng người Việt Nam đều là những người mà thực hiện ở vai trò là đồng phạm giúp sức. Có những đối tượng là có những nơi thường trú, nơi ở các tỉnh thành trên cả nước. Đấy, khi mà thực hiện phạm tội thì lại không biết rõ nhau. Đấy, được các đối tượng tuyển dụng về làm chung nhưng mà lại không biết nhau, hoạt động gọi tên nhau bằng các mã số thì gây khó khăn cho cái công tác xác minh về nhân thân, truy bắt các đối tượng. Sau khi tổng hợp các tài liệu trinh sát, ban chuyên án xác định một số đối tượng người nước ngoài đứng đằng sau công ty có tên Jinbian để điều hành hoạt động lừa đảo. Những kẻ cầm đầu chia ổ nhóm này thành nhiều bộ phận phụ trách từng phần việc để thực hiện hành vi lừa đảo, bao gồm bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ, bộ phận hành chính nhân sự, bộ phận TuPay, GoPay, OKPay, phụ trách rửa tiền cho thị trường Trung Quốc, bộ phận JoePay phụ trách rửa tiền cho thị trường Ấn Độ, Philippines và Indonesia, bộ phận 567 Live điều hành game đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam, bộ phận 777 Pay phụ trách rửa tiền cho thị trường Việt Nam. Bộ phận này được chia làm 5 tổ, gồm tổ tìm kiếm khách hàng, tổ làm thẻ, tổ nhập khoản, tổ xuất khoản, tổ tài vụ. Ban chuyên án đặc biệt chú ý, hướng mũi truy quét vào các đối tượng làm việc tại bộ phận này. Cấu trúc, cơ cấu của các bộ phận hết sức là tinh vi, chặt chẽ, thực hiện những cái hành vi phạm tội theo các chuỗi, các hành vi và theo những kịch bản chi tiết. Và từ cái việc tìm bị hại cho đến thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo từng cấp độ, cho đến việc rửa tiền, và chúng sử dụng những cái phương thức liên lạc rồi là hoạt động trên không gian mạng, sử dụng những cái tài khoản ngân hàng ảo và theo các hội nhóm cụ thể ở trên mạng xã hội được quản lý chặt chẽ. Mỗi người thì chỉ biết được những cái công đoạn cụ thể của mình, không biết hết được các cái đối tượng quản lý
ở những bộ phận khác hoặc là những cái khâu khác của các cái chuỗi hành vi phạm tội. Nắm bắt thời gian, phương pháp hoạt động và vị trí ẩn náu của các đối tượng, kế hoạch truy bắt được triển khai. Với sự phối hợp của công an nước sở tại, tổ công tác của lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam đã bắt giữ hàng loạt đối tượng giúp sức cho ổ nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó có 17 đối tượng là người Việt Nam. Đặc biệt trong số này có Mạc Bình Hưng là tổ trưởng tổ tài vụ. Bộ phận 777 Pay đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các khoản tiền từ hoạt động lừa đảo. Tăng vật thu giữ được tại nơi ở của Hưng là rất nhiều vật dụng, thiết bị phục vụ cho hoạt động phạm tội. Quá trình đấu tranh lấy lời khai của Mạc Bình Hưng, ba kẻ giấu mặt đứng đằng sau công ty Jin Bian điều hành đường dây lừa đảo đã lộ diện, trong đó Gu Weibin được xác định là kẻ cầm đầu. Quá trình làm việc bên Campuchia, tôi được phân công với vai trò là tổ trưởng tổ tài vụ, được các sếp, người quản lý trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo cho tổ viên tổ tài vụ của tôi để nhận tiền của nhóm đối tượng lừa đảo, xong rồi chuyển vào tổ tài vụ. Tổ tài vụ thì có nhiệm vụ là dùng cái số tiền mà các đối tượng lừa đảo được chuyển vào để đi mua USDT. Sau khi mua rửa xong thì chuyển ngược lại cho bên nhóm đối tượng lừa đảo. Thì trong quá trình làm việc đó, tôi có nhận thức được là số tiền chuyển vào công ty lễ hay là số tiền do hoạt động phạm pháp mà có, và các nhóm đi lừa đảo mà có được số tiền đó để chuyển vào công ty. Mở rộng điều tra, tổ công tác của ban chuyên án tiếp tục đột kích một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt quả tang các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo đang thực hiện hành vi rửa tiền. Kết quả khám xét đã thu giữ hơn 1,1 triệu đô la Mỹ, khoảng 20.000 đô la Úc, gần 5 tỷ đồng tiền Việt Nam và nhiều hiện vật có giá trị. Qua cái đấu tranh cái chuyên án thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái chuyên án lớn của lực lượng cảnh sát hình sự, đã đánh đúng vào một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Đấy, có yếu tố nước ngoài và thực hiện hành vi phạm tội tại nước thứ ba. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã huy động được tổng lực, các cái nguồn lực, các cái biện pháp để tham gia trong cái quá trình đấu tranh vụ án này. Đã huy động được các cái ý kiến của các cái chuyên gia ở các cái lĩnh vực liên quan như tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin. Đấy, để làm rõ các cái phương thức thủ đoạn hoạt động của phạm tội. Từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố và công an các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 176 vụ án, bắt 475 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội, trong đó có 95 vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 200 bị can. Hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như là công an thành phố cũng đã có những cái kế hoạch để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia. Thì thông qua đó thì công an thành phố trước tiên là cũng có những cái cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa đối với người dân. Và bên cạnh đó thì đối với loại tội phạm công nghệ cao là tội phạm rất nguy hiểm, mang tính chất ổ nhóm và xuyên quốc gia. Cho vì vậy là công an thành phố Hà Nội luôn bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, cũng như phối hợp với cả cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là các bộ ngành để làm sao mà phát hiện đấu tranh có những hiệu quả nhất. Từ thực tế đấu tranh phòng ngừa trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố xác định được 9 nhóm thủ đoạn chủ yếu các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là 1. Giả danh cán bộ làm trong cơ quan tổ chức doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt đối tượng sử dụng phần mềm công nghệ cao,
có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại gọi điện cho bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2. Giả mạo cơ quan tổ chức doanh nghiệp như ngân hàng để đăng ký các dịch vụ mạng, đối tác làm ăn để thanh toán hợp đồng, trúng thưởng theo các chương trình của công ty, tổ chức, công ty bảo hiểm xã hội, công ty bảo hiểm xã hội thông báo về người dân nợ tiền bảo hiểm, v.v. Sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3. Giả mạo hoặc đánh cắp quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội để nhắn tin đề nghị chuyển tiền, vay tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản. 4. Thông qua hoạt động tuyển dụng việc làm online, tuyển cộng tác viên bán hàng online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5. Thông qua việc mua bán hàng online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 6. Thông qua hoạt động trên các sàn chứng khoán, sàn ngoại hối Forex, tiền điện tử, Altcoin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 7. Thông qua hoạt động cho vay tiền online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 8. Thông qua hoạt động kêu gọi làm từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 9. Thủ đoạn bẫy tình tặng quà có giá trị để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đợt tới này là chúng tôi cũng yêu cầu là kiến nghị chính phủ cũng cần phải có cái biện pháp siết chặt để thứ nhất quản lý cái trang mạng xã hội, cái thứ hai là định danh cái số điện thoại của chính chủ người dùng, cái thứ ba là đối với những trường hợp là mua bán tài khoản mà mục đích sử dụng vào để phạm tội thì đều phải đồng phạm liên quan đến cái tội phạm mình gây ra, đó là cụ thể nó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì những người mà bán tài khoản để những đối tượng khác sử dụng tài khoản này thì cũng phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng ta phải nêu cao cái tinh thần là phòng ngừa là chính để tránh cho người dân hoặc là phát hiện ngăn chặn kịp thời trước khi mà người bị hại có thể chuyển tiền, thì theo tôi đấy là cái biện pháp hữu hiệu nhất để trong cái công tác mà chủ động phòng ngừa cũng như là để không bị mất tiền vào tay các cái đối tượng lừa đảo. Trong thời gian tới, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội, trong đó có Phòng Cảnh sát Hình sự là chủ công, tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này.